Thì hôm nay là lần đầu tiên mình nhập được hai chiếc iPhone bằng giá niêm ở web trừ đi 500 nghìn nhá Có nghĩa là mình bán 10 triệu thì mình sẽ nhập lại là 9 triệu rưỡi Bình thường ấy, thì nếu khách hàng mang máy qua bên mình bán mà mình sẽ nhập bằng giá niêm ở web trừ đi 1 triệu Ví dụ như mình bán 20 triệu thì mình sẽ nhập lại là 19 triệu Đây cây iPhone 13 của khách là còn cả hộp nhá Nhưng không phải là vì có cái hộp mà mình nhập cao Mà ở đây đấy là cái khách hàng mang bán cho bên mình Người ta bảo hành cho bọn mình một tháng giống như bọn mình bảo hành cho khách khác các bạn nhìn này, em muốn bán iPhone XR bản 128 GB màu đen. Em bảo hành cho cửa hàng một tháng giống như cái gói bảo hành mặc định của cửa hàng. Đó, rồi gửi bán thêm cái iPhone 13 128 nữa cũng bảo hành cho khách hàng một tháng giống như cửa hàng. Thế nên là theo cái chính sách của bên mình ấy thì tất cả những cây máy như thế này bọn mình sẽ nhập lại bằng giá niêm yết ở web trừ đi 500 000 nghìn. Cái chính sách bảo hành của bọn mình, bọn mình có ghi rất rõ ràng nhưng nhiều người chỉ biết đến hai chính sách. Chính sách thứ nhất đấy là lên đời, lên đời thì bọn mình nhập lại bằng giá đi yết ở web trừ đi 500. Ví dụ như cây máy giá là 12 triệu, bọn mình sẽ nhập lại là 11 triệu rưỡi. Còn bán lại thì bọn mình sẽ nhập lại bằng giá đi yết ở web trừ đi 1 triệu. Có nghĩa là cây máy bọn mình đang có bán là 20 triệu, bọn mình sẽ nhập lại là 19 triệu. Không cần biết cây máy của các bạn mua ở đâu, miễn cây máy của các bạn nó là hàng zin nguyên bản và đẹp như những cây máy bọn mình đang bán ra. Đó, tất cả những cây máy bạn mua ở đâu cũng thế còn ở đây đấy cái chính sách này đấy đấy là tất cả những cây máy mà nó là hàng zin nguyên bản đẹp như những cây máy bọn mình bán ra bọn mình sẽ nhập lại bằng giá niêm yết ở web trừ đi 500 ví dụ như đây bọn mình sẽ nhập lại bằng giá niêm yết ở web trừ đi 500 nghìn nhá khách hàng sẽ được chuyển trước 80 và sau một tháng bọn mình sẽ chuyển nốt 20 có nghĩa là khách hàng bảo hành cho bọn mình một tháng đó, sau một tháng bọn mình chuyển nốt 20% Thì đây là lần đầu tiên mình nhập được hai cây máy Mà khách hàng bảo hành cho bọn mình một tháng Còn máy mà khách hàng bán lại cho bọn mình Theo kiểu đấy là mua ở chỗ khác Mang đến chỗ mình bán thì nhiều lắm rồi Còn có những cây máy mà khách hàng mua ở chỗ khác Mang qua chỗ mình để lên đời thì nó cũng vô số kể Và tất cả những cây máy Kể cả bạn mua ở đâu đi chăng nữa Miễn là cây máy của bạn hình thức nó đẹp Như những cây máy bọn mình bán ra và nó là hàng zin nguyên bản thì bạn mang qua bên mình để lên đời đấy, bọn mình sẽ nhập lại bằng giá niêm yết ở web trừ đi 500. Còn bạn mang qua bên mình để bán ấy, bọn mình sẽ nhập lại bằng giá niêm yết ở web trừ đi 1 triệu. Và bán lại hay lên đời kiểu đấy đấy thì bọn mình chỉ test chức năng này, test xong chức năng đấy nó mất khoảng tầm 45 phút này. Mở ra kiểm tra xem nó có phải là hàng zin nguyên bản hay không. đâu đó nó sẽ chỉ mất của các bạn khoảng tầm 1 tiếng đến hơn 1 tiếng thôi. Là các bạn sẽ nhận được một sản phẩm mới hoặc là cầm tiền mang về. Còn đối với những cái máy mà hình thức của nó có những cái vết xước sát cấn bóp nhẹ đấy thì bọn mình sẽ trừ tiền hình thức, trừ tiền hình thức nhá. Ví dụ cái máy này đây, nó có những cái vết xước sát này. Đây là cái iPhone 14 Pro Max khách mang qua để lên đời đây. Máy này không phải khách mua bên mình nhá. Đây, đó, nó có những cái vết cấn bóp rất là nhẹ thôi. Thì những cái máy như này đấy, bọn mình sẽ trừ tiền hình thức, các bạn phải nhớ một điều là trừ tiền hình thức tại vì nó không đẹp những cái máy mình bán ra thế bọn mình không thể nào nhập bằng giá liên biết được web trừ đi 500 trăm nghìn được mà sẽ phải trừ thêm cái tiền hình thức nữa tại vì những cái máy đấy bọn mình sẽ phải bán thanh lý thì ở đây đấy chính sách của bọn mình là thế tất cả những cây máy khách mang qua bên mình bán và cầm tiền mang về luôn đấy thì bọn mình sẽ nhập lại bằng giá liên biết ở web trừ đi một triệu không cần biết máy đấy bạn mua ở đâu nếu bạn mang cái máy đấy qua để lên đời bọn mình sẽ nhập lại bằng giá liên biết ở web trừ đi 500.000 và các bạn chỉ cần đợi mình test xong là các bạn mang máy mới mang về còn mình không cần biết các bạn mua máy đấy ở đâu cả Còn nếu các bạn mang cái máy qua bán lại cho bên mình Bọn mình sẽ nhập lại bằng giá limit ở web Trừ đi 500 nghìn với điều kiện Bạn bảo hành cho bên mình một tháng Giống như bọn mình bảo hành cho khách khác Nhiều người bảo đấy là ôi giời Bảo hành cho ông một tháng Ông cũng bảo hành cho người ta một tháng Thế thì ông chẳng mất gì mà ông được tiền Thì nhiều người nghĩ như thế thì Ừ các bạn thông minh đấy Làm bây giờ mà không được tiền ấy, thì chẳng ai đi làm cả Nhưng phải tính ấy, 500 nghìn đổi lại đấy test máy, mở máy ra kiểm tra, rồi là dán cường lực ốp si ship máy đi xa, rồi là chi phí mặt bằng cơ sở, rồi là nhân viên, rồi là sau này lại còn hậu mãi lên đời cho khách. Nói chung 500 nghìn là to, 500 nghìn là một ngày công, nhưng 500 nghìn đấy tôi không được ăn cả, nhớ một điều là như thế. Và hậu mãi đấy, hậu mãi tôi không tính bằng năm, tôi không tính bằng năm, lên đời ở chỗ tôi đấy, tôi đâu có tính bằng năm. Tại vì đơn giản nhất đấy, khách hàng nào cũng có thể mang qua lên đời, kể cả máy không mua ở chỗ tôi cơ mà. 听见。